Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hương, hiện là giám đốc kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Star Studio Home, chuyên về lĩnh vực nội thất và rèm. Thực sự là lúc đầu thì mình nghe về quản trị nhân sự thì mình cũng khá là mơ hồ, mình cũng chưa hình dung hết được là quản trị nhân sự thì nó sẽ bao gồm những điều gì. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình học thử một vài lớp của chị Thu Thủy thì mình thấy thực sự là rất là cảm thấy rằng là rất là hữu ích, và mình thấy rằng đây mình cần phải thêm rất là nhiều cái kiến thức để có thể quản trị nhân sự trong bộ máy của mình một cách bài bản và chuyên nghiệp. Ngoài ra thì sẽ được nâng cao hơn nữa cái chất lượng nhân sự ở trong bộ máy của mình. Những cái khó khăn mà khi tôi xây dựng cái hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ, đó là khi mà mình không biết là làm thế nào để xây dựng được những cái kế hoạch cũng như là chiến lược và những cái format để giúp cho hệ thống nhân sự nội bộ có thể là hào hứng với những cái kế hoạch của mình đưa ra. Và rất là may mắn khi mà mình lại được học ở những lớp của trường HBR, đặc biệt là những lớp của chị Thủy, nên mình đã có một cái tư duy rất là khác về việc là xây dựng đào tạo cái nhân sự nội bộ. Mình thấy có một sự thay đổi rất lớn, đấy là thay đổi về mặt nhận thức, về mặt nhất đặc biệt là tư duy về mặt chiến lược cũng như là các kế hoạch, mà ngày xưa thì làm nó không được bài bản và nó rất là manh mún, nó làm chỗ này chỗ kia. Nhưng bây giờ thực sự là mình đã có một cái tư duy và có một cái góc nhìn nó toàn diện và có chiều sâu hơn.